Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 26 tháng 1. Bản tin chuyển nhượng sẽ chia sẻ chi tiết về công cuộc phát triển Manchester United của Ineos trong thời gian tới, với rất nhiều siêu dự án ở cả trong và ngoài sân cỏ, cũng như kế hoạch chiêu binh mãi mã rầm rộ trong ban lãnh đạo và dưới đội hình thứ nhất. Ngoài ra, chúng tôi cũng xác nhận nhiều tin tức chuyển nhượng trong những ngày cuối của thị trường chuyển nhượng mùa đông. Ngay bây giờ, hãy cùng với Red Football đi vào nội dung chính của chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Thông tin đầu tiên trong chương trình trực tiếp hôm nay liên quan đến thời điểm quá trình phê chuẩn quyền điều hành từ Premier League hoàn tất. Dự đoán là đầu tháng 2, đại diện phía Ineos sẽ phát biểu công khai để thảo luận về kế hoạch của họ, bao gồm cả tương lai của Erik ten Hag với tư cách huấn luyện viên trưởng. Theo các nguồn thân cận, Ineos chưa sẵn sàng đón nhận mùa giải này như một thất bại hoàn toàn đối với Man United và họ muốn đội bóng phải đủ điều kiện tham gia Champions League mùa tới nhằm duy trì danh tiếng và giúp ích trong các tính toán về luật công bằng tài chính. Hiện tại, tình hình tài chính kém cỏi là nguyên nhân khiến Man United không đủ sức để chiêu mộ tân binh trong tháng riêng, bất chấp các tin đồn liên quan tới Karim Benzema, Choupo-Moting hay Matthijs de Ligt liên tiếp được nhắc tới trên báo chí. Sau khi quyền điều hành của Ineos được phê chuẩn, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA cũng sẽ bắt tay vào việc xem xét các cơ cấu tại Man United và Nice được sở hữu bởi Sir Jim Ratcliffe. Hành động chính thức là một cuộc họp công khai để thảo luận về các quy định liên quan đến quyền sở hữu nhiều câu lạc bộ và tính liêm chính trong thi đấu sẽ được UEFA tổ chức trước mùa giải tiếp theo. Chính vì thế, Ineos cần chứng minh sự minh bạch về cấu trúc độc lập giữa Man United và Nice để cả hai cùng thi đấu chung một giải ngoài biên giới, chẳng hạn như là Champions League hoặc Europa League. Trong quá khứ, RB Leipzig và RB Salzburg đã được thông qua và họ đều xuất hiện ở sân chơi cấp cao nhất lục địa già trong những mùa giải gần đây. Một thông tin không mấy vui vẻ dành cho Manchester United trong câu chuyện thượng tầng là việc giám đốc thể thao Dan Ashworth dự kiến vẫn ở lại Newcastle. Người đàn ông này được cho là đã nói với các đồng nghiệp rằng ông sẽ từ chối đội chủ sân Old Trafford, bất chấp những sự tiếp cận nghiêm túc và công khai từ phía ban lãnh đạo Quỷ Đỏ. Điều này dẫn đến khả năng là Man United sẽ quay lại thương vụ Dougie Friedman, người đang nắm giữ chức vụ tương tự tại Crystal Palace. Dù không được đánh giá cao như là Dan Ashworth, nhưng nhìn chung vị sếp lớn của bầy đại bàng cũng là một vị giám đốc thể thao có tiếng trong làng bóng đá hiện đại. Theo tờ Men, Sir Jim Ratcliffe đang giao trọng trách cho bộ sậu đàm phán mua lại một sân golf rộng gần 1 triệu mét vuông để phát triển sân tập lên mức siêu hoành tráng trong bối cảnh không thể mở rộng Carrington. Vị tỷ phú giàu nhất Vương quốc Anh cũng bày tỏ mong muốn phát triển khu đất thuộc sở hữu của câu lạc bộ thành một địa điểm thể thao mà cộng đồng dân cư ở Manchester có thể sử dụng thoải mái. Sir Jim Ratcliffe tin rằng vùng đất xung quanh địa giới Man United có tiềm năng chưa được khai thác và cảm thấy quá trình tái tạo có thể diễn ra nhanh hơn suy nghĩ ban đầu bằng cách xây dựng mối quan hệ tốt hơn với chính quyền địa phương cũng như bộ phận lãnh đạo cộng đồng trong khu vực. Cũng theo tờ Men đưa tin, Sir Jim Ratcliffe được cho là đã yêu cầu nhân viên cấp cao dưới quyền chủ động mời các bên liên quan gặp mặt để bàn bạc vấn đề này. Với người có tiếng nhất chính là ông Andy Burnham, thị trưởng Manchester, kiêm giám đốc điều hành cấp cao của hội đồng Trafford và chính quyền tổng hợp Greater Manchester. Vị tỷ phú hóa dầu muốn đi tắt đón đầu trong dự án mới này và sẽ rất tuyệt vời nếu ông có thể kết giao với nhân vật có tiếng nói nhất khu vực trong bối cảnh thị trưởng Andy Burnham gần như chắc chắn sẽ tái đắc cử vào tháng 5. Phía dưới đội hình, có lẽ là Man United sẽ không chiêu mộ tân binh, bất chấp Anthony Martial dự kiến phải nghỉ 10 tuần. Tuy nhiên, các kế hoạch thanh lọc dự kiến vẫn diễn ra âm thầm. Hàng loạt ngôi sao như Rafael Varane, Wan-Bissaka, Casemiro, Scott McTominay, Christian Eriksen, Anthony đều có thể sẽ phải ra đi sau khi mùa giải năm nay khép lại. Vấn đề nằm ở việc Manchester United muốn nhận về bao nhiêu tiền để tống khứ những bản hợp đồng đình đám trong quá khứ. Đối với thương vụ Facundo Pellistri, thỏa thuận đã xong và chỉ chờ phía Granada thông báo chính thức. Điều này dẫn đến việc Amad Diallo chắc chắn ở lại để cạnh tranh cùng với Anthony bên hành lang cánh phải. Tuy vậy, những động thái liên quan đến Karim Benzema có lẽ không còn khả thi bởi vấn đề tài chính đã khiến Manchester United không thể theo đuổi thương vụ này trong bối cảnh phí mượn cộng với mức lương của cựu ngôi sao Real Madrid là quá cao, dù đó chỉ là một hợp đồng ngắn hạn và không kèm tùy chọn mua đất.
Theo các báo cáo gần nhất, Manchester United đúng là không có ý tưởng mua hay là mượn vì hạn chế tài chính. Nhưng Sir Jim Ratcliffe trước đó đã mở rộng ngân sách từ 15 triệu bảng lên tới 95 triệu bảng. Do vậy, nếu xuất hiện một cầu thủ theo kiểu Bruno Fernandes vào năm 2020, thì Manchester United chắc chắn sẽ dốc hầu vào. Tuy khả năng này tương đối thấp, nhưng không phải là không thể xảy ra, nhất là khi chúng ta đều thấy tập đoàn Ineos đã cướp người từ City Football Group chóng vánh như thế nào. Rạng sáng ngày 1, Manchester United sẽ hành quân tới sân Rodney Parade của Newport County. Đây là đội bóng thuộc xứ Wales, gần thành phố lớn nhất về bóng đá ở đất nước này là Cardiff. Đây sẽ là trận đấu chứng kiến nhiều cầu thủ tái xuất sau chấn thương. Và ở đó, người ta có thể xem là liệu huấn luyện viên Erik ten Hag nên trọng dụng ai trong thời gian tới. Tuy vậy, nếu có bất cứ chấn thương quan trọng nào tương tự Christian Eriksen năm ngoái, thì Man United dự kiến sẽ tận dụng 48 giờ cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa đông năm nay để mượn người, với Marcel Sabitzer là ví dụ điển hình trong cùng thời điểm cách đây 12 tháng. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!